chào gia đình nhà em. Thế là toàn bộ gia đình nhà mình là sinh hoạt ở trên thuyền này. Vâng ạ. Dạ. Thế công việc chính của hai vợ chồng là làm nghề gì? Bạn em chạy đi đánh lưới thôi ạ. Gia đình tôi có 4 người, vợ với hai đứa con của tôi. Tôi đang bị rối loạn tiền đình, rồi bệnh bíu, rồi thận. Tôi rất áy náy vì tôi là trụ cột trong gia đình, nhưng mà tôi không làm được việc gì lo cho vợ con, gánh nặng vợ tôi phải gánh. Con lớn học lớp 7, còn con em thì đang học lớp 2, hai cháu rất ham học. Gia đình con bố con thì ốm ạ. Ở trên thuyền thì không tiện ạ. Con sợ bật nổi. Con sợ em con đi ra ngoài, sợ ngã xuống sông ạ. Bây giờ còn nói gì nữa, chúng ta vỗ tay thật to. Cảm ơn Ngọc Hoa và cho Ngọc Hoa vô nghỉ ngơi. Cảm ơn em rất nhiều. Mời em vào. Bây giờ một chàng có tay thật to để chúng ta tạm biệt ảnh, để anh vô anh chuẩn bị tinh thần cho cái game thứ tư, thử thách thứ tư nha. Xin cảm ơn ạ, cảm ơn bà con. Ôi, anh gì ơi, chú gì ơi? Chú gì, em xin. Ôi. Đi. Mấy nhỏ khóc quá, khóc luôn rồi. Nó kêu chú Tấn. Bây giờ chú Tấn nói sao? Chú Tấn khóc luôn rồi. Chú Tấn nói coi. Quay ra trước cho tôi lấy cái nước mắt của chú Tấn coi. Chú Tấn quay ra trước đây. Rồi, nói coi. Chưa bao giờ anh thấy bất lực. Chơi game anh thấy bất lực. Em muốn thắng dễ sợ luôn. Sợ mất tiền hết tiền. Ôi à, có cái nồng tuôn đi lạc không ta? Tuấn ơi, vô đây Tuấn ơi!